có bánh xe thấy không chuyện rồi lúc rồi bọn kêu ra đây đang kiếm đường hầu mà vừa lên các bạn ơi lên lên hai bọn lội trời trời ok à má ơi ê sẵn với nhau đi đang lên kìa lên từ máy luôn đó cây 494 lên trước nha rồi tới cây 351 cây 351 trâu vô các bạn ơi tôi kìa tôi kìa tôi kìa tôi kìa tới công chuyện rồi chào các bạn và mọi người nha. Ây cha ông 50 rồi rồi nguy cơ ông 50 lại mẹ rồi các bạn rồi 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 ông xong rồi trời ơi là trời tới rồi tới công chuyện rồi ngập lúc rồi cái này thì mới kéo cây đó lên nha các bạn mới kéo cây 351 lên rồi rồi giờ tới ông Siboga ông giải cứu tiếp rồi ồ ồ cũng lỗi kìa nó mạnh ghê ra nó tính ông Siboga nãy giờ ông giải cứu cũng nhiều các bạn Siboga 4043 số đầu 4T rồi giải cứu ông 50 bộ mà lại lúc luôn ồ rồi vào trong đây nè 494 đang dựng đứng kìa máy tới lượng cái chân luôn trời ok các bạn cũng tiếp chưa đó là trong đây thì cây cũng đang dựng đứng trong đây luôn 351 trong cái máy đắt này thì phải nói là giữ luôn nha các bạn ok ạ rồi ở đây thì đang kéo nha rồi ổng kéo xì nước lắm nữa kìa rồi kéo bạn mình thấy biết đường quay luôn đó ây cha không xong rồi đại dương ơi không xong không được rồi không lên rồi rồi, rồi hai ông trong đây đủ nữa có kìa lúc bánh lòng hết trơn rồi ông này nè lên lên rồi ông kêu ra kiếm đường mới nha các bạn ơi con 494 bển kìa tới công chuyện rồi lúc rồi ông kêu ra đây đang kiếm đường hầu mà vừa lên các bạn ơi lên ây sụp nữa rồi trời 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 ông nội sụp cái chân nó lỗ lúng ông sụp ngay cái lỗ 351 lại nãy quá trời trời ồ ảnh ghe lên nè các bạn ơi cái 494 ghe lên rồi nha và anh Siboga thì đang ghe vô để giải cứu cây kìa kìa anh dữ ta nó mạnh ghê á bình địa luôn chơi 5 cây nữa nha các bạn đã còn lội trời trời ok à má ơi ghê sắn với nhau đi rồi còn mảng lội đây sụm sụm luôn rồi kìa đó căng quá vậy ta rồi 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 ông này đâu mà bư quá trời bư rồi ok lên lên rồi giờ không nổi rồi ô hả đi lên lên đưa mời rồi ở đây thì đang kéo u mà lên u mà kéo tới vậy mà cái một lên luôn trời nãy kéo về giờ mà không có thế hung các bạn rồi lên đã đúng là bình địa luôn á trời
hải hồn không? Rồi cây này lên đấy nha bạn. Rồi bây giờ cây này đang dựng đứng cái đắng nữa kìa, khủng khiếp. Nói chung là ngập lút hết trơn luôn. Bánh lòng mà các bạn thấy rồi nè, bánh bơi mà ngập bánh luôn. Ở khu dưới đây là ba cây giang ma thích nha các bạn, hai cây là 351, còn cây trong nó là 494. Đó, một nồi. Còn ngoài này thì một cây Kubota 50 mới mua, của anh Toàn mới mua vụ này luôn, bây giờ hết ra cái máy luôn. Nói chung anh chạy đất cũng nhiều đó, bởi cho nên là đó đó, nên anh chạy máy vợ đóng thành niên thu. Đây cây 50 lại nãy nè, cây này thì anh mua 360 á. Cây này cái Shibuya 4043 đấu đầu 4T100. Trời ơi, có kẻ à, có kẻ à, tới công chuyện nữa rồi. Đó, cây Shibuya nó vậy mà cũng khó lầy quá. Ây cha, có kẻ trời, lên qua mẫu luôn. À, nhiều cái ghê vậy. Nổi ốc thiệt chứ. Chạy cái miếng này cũng khiếp luôn. Rồi đó các bạn, xong rồi bây giờ mới ảnh túa vô nha. Quá trời mình hết cái đường quay luôn á. Rồi bây giờ đặng đang vô, đang lên kìa, lên từ máy luôn. Đó, cây 494 lên trước nha. Rồi tới cây 351. Đây 351. Trâu vô con 50 kìa, ngập lút. Ghê vậy trời. Rồi đây Shibuya ngập lút. Nó đang vượt vô các bạn. Ừ, rồi, có kìa. Có kìa. Tôi kìa. Tôi kìa. Tới con chuyện. Ông Si tới con chuyện rồi. Rồi trời, ngập lút rồi má ơi. Lên. Ủa không xong nha. Lên lên. Má ông Si này vậy mà nãy giờ ít lầy quá bạn. Có lầy ổng lắm nè. Lầy hay quá luôn à. Là như gai ổng cao. Rồi lên bờ hai cây rồi đó. Rồi tới cây 50 lên luôn. Rồi tới mấy cây này lên theo các bạn. Lỡ mình đứng lên quay mấy anh đang leo lên bờ luôn nha. Ừ. Ai dựng đứng trời. Ai dữ vậy ta. Rồi ngon lành. Ba cây đó. Rồi còn ở đây hai cây nữa. Lên theo luôn. Lên xuống phà luôn. Rồi đang bò lên nhé các bạn. Anh dựng đứng vậy trời. Dốc quá cao. Bây giờ có vật sới cũng đỡ nha các bạn. Có gì chịu lại ha. Nó không đánh đổi bạn. Rồi cái Si. Si thì vậy mà ông đi lầy khá hay. Cái cặp bánh bơi này ha. Rồi hoàn thành các bạn.